Sáng 21 tháng 8, các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Ca Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ tiếp nhận các trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 do công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco ủng hộ. Tại buổi lễ, Thaco đã tài trợ cho Đồng Nai 200.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 và hỗ trợ 5 xe tiêm chủng lưu động, tổng giá trị ủng hộ là 35,5 tỷ đồng. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco cho biết, thông qua việc hỗ trợ các trang thiết bị y tế, Doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương chung tay phòng chống dịch Covid-19. Đây còn là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần tương thân tương ái chia sẻ khó khăn trong đại dịch. Trong thời gian tới, Thaco sẽ tiếp tục ủng hộ trang thiết bị vật tư y tế cho tỉnh Đồng Nai và các địa phương trên cả nước, đồng thời tổ chức phòng chống dịch tốt tại doanh nghiệp. Tính đến tháng 8 năm 2021, Thaco đã ủng hộ công tác phòng chống dịch trên cả nước bằng nhiều hình thức khác nhau với tổng kinh phí trên 730 tỷ đồng tại lễ tiếp nhận bí thư tỉnh ủy nguyễn hồng lĩnh và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cao tiến dũng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của thaco và khẳng định các trang thiết bị này sẽ góp phần đắc lực vào công tác phòng chống dịch của tỉnh lãnh đạo tỉnh chúc công ty hoạt động hiệu quả và sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh đồng nai trong thời gian tới để sớm đẩy lùi đại dịch